Tỷ lệ thành công của cái Imlan ngày nay nó rất là cao, tức là với sự phát triển về mặt vật liệu cũng như là về kỹ thuật, cũng như là về kiến thức về y khoa, nó sẽ rất là hiểu sâu hơn về cái Imlan. Cho nên tỷ lệ thành công thì thông thường đối với Imlan sẽ thay đổi từ 90% cho đến 98-99%, thì nó sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của cái người bác sĩ đó, cũng như là cái khả năng chăm sóc về lâu dài của cái bệnh nhân mà có Imlan. Tất nhiên thì cái tỷ lệ thành công trên 90% là một tỷ lệ cao, nhưng mà muốn đạt được tỷ lệ 98-99% thì nó sẽ đòi hỏi theo nhiều yếu tố khác. Và trong đó có hai cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái người bác sĩ điều trị, và thứ hai là cái khả năng mà chăm sóc định kỳ, cái giữ gìn vệ sinh hàng ngày của bệnh nhân, nó sẽ góp phần giữ cho cái tỷ lệ thành công lên cao. Cái tuổi thọ hay là cái tỷ lệ thành công mà lâu dài của Imlan thì nó là khá thay đổi. Tuy nhiên thì chắc chắn là cái điều trị Imlan là cái điều trị có cái tỷ lệ thành công lâu dài là cao nhất so với tất cả những cái cách mà làm răng giả khác, như là cầu răng hay là cái hàm tháo lắp. Thì cái tỷ lệ thành công này thì có thể nó sẽ có thể là thay đổi. Tuy nhiên nó có thể là một cái Imlan vẫn có thể tồn tại suốt đời, một cái hàm trên Imlan tồn tại suốt đời, nhưng mà theo một cái nghĩa là tương đối, tức là suốt đời với điều kiện là cái bệnh nhân nó phải chăm sóc rất là tốt, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, cũng như là chăm tái khám định kỳ chẳng hạn 6 tháng, 1 năm một lần. Thì như vậy thì có thể là giúp cho cái hàm Imlan nó tồn tại lâu dài. Còn trong tình huống mà ví dụ như là cái Imlan đã điều trị rất là tốt rồi, nhưng mà bệnh nhân lơ là không có chăm sóc duy trì, hoặc là không đi tái khám định kỳ, thì nó cũng không có thể đảm bảo cái thời gian tồn tại là suốt đời được. Và khi mà mình nói một cái thành công thì cô chú và anh chị có Imlan cũng lưu ý, tức là nó sẽ một cách nghĩa tương đối, bởi vì ngay cả cái răng thật của chúng ta thì nó có thể tồn tại suốt đời hoặc là không thể nào lâu dài, thì nó sẽ tùy thuộc vào có nhiều yếu tố khác nhau. Cho nên...